is all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shiny days. I'll love you till I die, deepest sea, widest sky. The beauty hơi hò
mắt sáng em hơn cả vầng trăng. Rồi mai đây ta trở về nguồn, chờ yêu thương về qua bên xưa. Dòng sông ơi, thuyền hoa ơi, có em về cây trái nở hoa, có em về trăng sáng đời. Để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng
cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đề bờ. Mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có cháu đề bầu. Người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè. Một, hai, ba, vô. Ngày trời mây, bà hai đang nói với thầy.
một đôi đàn. Ôi thôi họ hàng ta vui quá xá làm vui. Trăm năm duyên tình dính bền, thương nhau từng tròn đời câu sắc son nào phai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời. Cho nhau duyên mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trên nguyên phơi vơi. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thơ.
đã có nhau trong đời, buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi, niềm tin bên nhau, dẫu tát biển đông cùng cạn, hòa chung câu ca, say đắm giai điệu hạnh phúc, chào cô dâu xinh, bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai, đắp xây ngày mai. Là nhu cầu của xã hội bây giờ.
thì mong hai gia đình, hai hộ đều dày công vun đắp xây dựng cho hai cháu có một cái hạnh phúc đổi mới bây giờ. Và chúc cho các cháu hạnh phúc, sống lâu, làm giàu và với tinh thần là cách mạng của chúng tôi. Chúc các ông, các bà, các anh, các chị, các em và các cháu trong hội hôn mạnh khỏe, sống lâu, làm giàu, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Và cho phép tôi xin được chân thành cảm ơn họ nhà gái đã đón tiếp thái đoàn và nhà trai chúng tôi chân tình, niềm nở, vui vẻ và hạnh phúc. Và sau lễ hành hôn hôm nay thì chúng tôi xin mời đại diện họ nhà gái để đưa cháu Hiền về làm dâu, làm con trong gia đình và trong họ chúng tôi ở Liêu Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam. Xin được chân thành cảm ơn. Chúng thưa các cụ, các ông, các bà, trải qua những tháng ngày tìm hiểu đã được đến điểm chín mùi, các cháu khôn lớn trưởng thành được sự nhất trí của hai gia đình ông Thu, ông Đạt, được sự nhất trí của hai họ, họ nhà trai, họ nhà gái, được sự nhất trí của chính quyền địa phương. Hôm nay tại nhà gái long trọng tổ chức lễ phu quy kết hôn cho hai cháu, cháu Hiền và cháu Phan. Với những nội dung, với những chương trình trong buổi lễ hôm nay được đoàn đại biểu họ nhà trai, ông đại diện cho họ nhà trai đã dẫn chương trình chi tiết cũng như đưa lễ đến cáo với những tổ cho phép hai cháu được kết liên lên vợ, lên chồng, đại diện cho họ nhà gái để xin được tiếp nhận cũng như công nhận cho các cháu lên vợ lên chồng, được vinh dự nhận cháu Hoan là con rể của ông Đạt, cháu rể trong dòng gia họ Tập. Ôi, vậy đến giờ này đã nhận và tiếp nhận, vậy xin mời hai cháu vào thắp hương cúng tế tiên tổ để chương trình nội dung tiếp theo sẽ được thực hiện một theo chính nội dung đã thống nhất.
như vậy, gia đình hội nhà trai xin phép được hội nhà gái, các cụ cụ già, các anh các chị các em các cháu và gia đình không gặp bà Hiên được đón cháu Hiền về làm dâu con trong gia đình và cháu anh chị em trong dòng họ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, có được xung chương trình tổ chức đến thành hôn cho hai cháu, cháu và cháu Hiền. Bây giờ đã đến giờ chúng tôi và chúng trân trọng kính mời các vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị đã có trong kế hoạch được mời, được phân công xin mời để đưa cháu về nhà dâu, đưa cháu về nhà dâu của các cụ, các bà, các họ nhà trai về làm vợ của cháu Hoan. Đây thì xin mời các vị đại biểu đã được chứng nhận phân công chuẩn bị để đưa cháu về nhà dâu con trong gia đình của họ nhà trai. Xin chân trọng cảm ơn. Tôi xin phép đại diện, tôi xin phép đại diện họ nhà trai trao cái lễ lại mặt cho ông trưởng đại diện họ nhà gái. Con gái ơi, con là tất cả, là gia đình cha nhớ khi xa, là bao điều cho cha hy vọng, là mầm xanh như búp măng non. Con gái ơi, con là tất cả, miệng con cười chúm chím thơ ngây, giọt sương đời yêu cha yêu mẹ, niềm thương yêu nương náu lúc cha già. Từng ngày qua con lớn bên cha, nỗi xót xa khi con còn bé, dành tình yêu cho con nơi nương tựa, tóc phai màu che sương che nắng. Rồi một mai con sẽ lớn khôn, nhớ thương ơi cha già yêu dấu, và thưa cha con sẽ quay trở lại đón cha về âu yếm con gái ơi. Con gái ơi, con là tất cả, là gia đình cha nhớ khi xa, là bao điều cho cha hy vọng, là mầm xanh như búp măng non. Con gái ơi, con là tất cả, miệng con cười chúm chím thơ ngây, giọt sương đời yêu cha yêu mẹ, niềm thương yêu nương náu lúc cha già. Từng ngày qua con lớn bên cha, nỗi xót xa khi con còn bé, dành tình yêu cho con nơi nương tựa, tóc phai màu che sương che nắng. Rồi một mai con sẽ lớn khôn, nhớ thương ơi cha già yêu dấu, và thưa cha con sẽ quay trở lại đón cha về âu yếm con gái ơi. Từng ngày qua con lớn bên cha, nỗi xót xa khi con còn bé, dành tình yêu cho con nơi nương tựa,
tóc phai màu che sương che nắng. Rồi một mai con sẽ lớn khôn, nhớ thương ơi cha già yêu dấu. Và thưa cha con sẽ quay trở lại đón cha về âu yếm con gái ơi. Và thưa cha con sẽ quay trở lại đón cha về. Âu yếm con gái là thay lời cho các bạn trẻ. Xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Vâng, và nhân dịp đầu xuân năm mới, kính chúc cho toàn thể quý quan khách sức khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang và thịnh vượng. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn trẻ kính mến, đúng là ai sinh con ra cũng mong con khôn lớn, và lớn lên rồi cũng mong xây dựng hạnh phúc cho con, nó mong xây dựng hạnh phúc của hai bên gia đình. Và niềm vui hạnh phúc của đôi bạn trẻ đã trở thành hiện thực. Và ngày hôm nay thì gia đình Thái Đoàn Văn Viên họ nhà trai rất là vui mừng được thông báo trước tổ tiên và quan viên vốn họ rằng ông bà đang xây dựng cho cô con trai yêu quý của mình, và cũng là công cuộc dựng vợ và chồng cho đàn con yêu quý. Chính vì lý do đó mà có đông đủ các cụ ông, các cụ bà, rất là các bạn bè tân khách gần xa, rất nhiều các giọng qua đến từ mọi miền của Tổ quốc. Một điều mà toàn thể quý vị đều biết rằng tình yêu của hai bạn rất là đẹp. Đẹp những nắng hồng ban mai, như dòng sông Thu Buồn chảy xiết. Tình yêu hai bạn mặn mà, xa xiết, sát cánh bên nhau chung một bước đường. Cha nam dước kết duyên, nước non non nước lời nguyền không phai. Hai bạn đã về thư chuyện với mẹ cha, cho ngày lành tháng tốt để đôi ta sống cùng. Vâng, và chính vì lý do đó mà ngày hôm nay không thể thiếu được một những ánh mắt nụ cười thân thương, những tràng pháo tay nồng nhiệt của quý vị, cùng với một sự cúi chào vâng của cô dâu và chú rể. Xin chào, kính mời cô dâu và chú rể cùng đứng lên. Và đứng sau bức rèm hạnh phúc thay lời cho gia đình, thay lời cho đôi duyên mới, xin được trân trọng vâng tuyên bố buổi lễ thành hôn mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ xin phép được bắt đầu.
Vâng, và đúng là Minh Hoan và Thanh Hiền của chúng ta, hai chiếc cùng dòng càng to càng thắm càng chào mới lên. Và chúng ta không quên mời một chào tay nồng nhiệt hơn nữa để chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn những ánh mắt đủ cười thân thương, những tràng pháo tay nồng nhiệt của toàn thể cỡ duyên hôn đã dành tặng cho đôi bạn trẻ, dành tặng cho vâng hai bên gia đình trong ngày vui hôm nay. Và kính thưa toàn thể duyên hôn kính mến, đúng là dựng vợ cả chồng cho con cái thì luôn là trách nhiệm và bổn phận của những người làm cha làm mẹ. Và ngày hôm nay thì dưới sự có mặt đông đủ của toàn thể duyên hôn cũng như là các cụ cao niên, thì những người làm chương trình cũng thay lời cho đôi duyên mới cũng như là thay lời cho gia đình trân trọng cảm ơn, cảm tạ những tình cảm quý báu của quý vị trong một thời tiết mưa rét như ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời quý vị tiếp tục cùng mời chồng mời nước với thuốc. Vâng, và ngay sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các trưởng đoàn đại diện cho ban viên họ nhà gái cùng trở về với sân khấu với lời phát biểu trao dâu của mình. Trân trọng kính mời bác trưởng đoàn cùng trở về với sân khấu ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị, lớn lên khôn lớn trưởng thành, qua thời gian 5 tháng tìm hiểu đã chín mùi, được sự nhất trí của hai cháu, được sự nhất trí của hai gia đình ông Thu, ông Đạt, được sự nhất trí của các cụ, các ông, các bà trong hai họ, họ nhà trai, họ nhà gái, được sự nhất trí của chính quyền. Hôm nay tại nhà trai long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Minh Hoan và cháu Thanh Hiền. Thay mặt cho đoàn đại biểu của họ nhà gái, xin được chúc cho các cháu trăm năm hạnh phúc, xin được trao cháu về làm dâu, làm con làm dâu của các cụ, các ông, các bà trong dòng họ, kính mong được sự bù đắp và xây dựng cho các cháu ngày một thành công, ngày một tốt đẹp, giàu tương lai và hạnh phúc. Xin được chân thành cảm ơn, kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà. Xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, và xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu và ngọc ngắn gọn xúc tích của bác trưởng đoàn. Kính thưa các ông, các bà, các anh, các chị, các em và các cháu trong hội hôn thân mến, theo quy luật tự nhiên của xã hội loài người, trai lớn thì lấy vợ, gái lớn thì lấy chồng. Hai gia đình sinh ra được hai cháu, gia đình ông Thu sinh ra được cháu Hoan, gia đình ông Đạt sinh được cháu Hiền. Khi còn nhỏ, hai gia đình đều chăm sóc hai cháu, lớn lên thì cho ăn học. Học xong, ra môi trường lao động và công tác. Hai cháu trong cái hoàn cảnh lao động và công tác gặp nhau, gắn bó với nhau, tìm hiểu với nhau và đi đến chỗ thương yêu nhau và ý hợp tâm đồng. Được đôi bên gia đình cho phép, được chính quyền cho phép, hôm nay đó là lý do của hôm nay tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Hiền và Hoan. Nếu giáo dục con người thì hàng thập kỷ, huống chi dăm ba phút chưa nói được điều gì. Vậy thì tôi xin phép hội hôn chỉ được phép chúc. Đầu tiên là chúc hai cháu mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và yêu yêu nhau mãi, trẻ mãi không già. Và phấn đấu trong một cái hạnh phúc mới là trong thế hệ 4.0, các cháu phải phấn đấu vươn lên, không phải là đủ ăn, đủ mặc, mà phải ăn ngon, mặc sang, mặc trọng. Đó là mục tiêu, nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Chúc các ông, các bà, các anh, các chị, các em và các cháu trong hội hôn mạnh khỏe, sống lâu, làm giàu, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Và cho tôi được phép gửi lời cảm ơn phái đoàn họ nhà gái đã bớt chút thời gian và ngọc đường xá xa xôi và đã đưa cháu Hiên về làm dâu, làm con, là cháu trong gia đình và trong họ tộc chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, và quý vị không quên đồng một tràng pháo tay nồng nhiệt hơn nữa để dành tặng cho bác.
ta đưa giấc mộng lành. Chẳng chiếu sáng em bằng tia nắng, xóa tan bao ngày tăm tối. Chẳng có mất môi đẹp thơ, ngỡ như thiên thần trong giấc mơ. Chưa nồng nàn, chưa có ấn tượng không? Và có kỹ thuật không? Thì bây giờ hai bạn sẽ quay một góc 37,5 độ. Chú rể thì đặt vào eo của cô dâu, còn cô dâu thì đặt lên bờ vai của chú rể. Và bây giờ thì mong muốn của những người làm chương trình cùng tới toàn thể cái quan khách rằng chú rể hãy tặng cho người vợ của mình bằng một nụ hôn trên môi người vợ. Chắc chắn rằng một nụ hôn nồng nàn sẽ có cả trai và cả gái. Và chàng pháo tay của quý vị càng dài thì nụ hôn không dứt. 1, 2, 3, bắt đầu! Tôi bao giờ xin được trân trọng cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về cô trở thành tham trên con đường ngắn đủ trăm trang. Xin chân thành cảm ơn. Lúc sáng sớm hay đêm hôm nay, em thật dịu dàng khiến anh rung động. Lắm ánh mắt đâu chỉ riêng anh, mang lời thì thầm muốn nói với em. Em đẹp nhất đêm nay. Nhân với gió hay bao trăng sao, ta thèm một lần sánh đôi bên nàng. Bước xuống phố hay lên thiên thai, tim này thật thà muốn nói với em. Em đẹp nhất đêm nay. Có sang em hiền lắm, có nét môi thật duyên, có tiếng ai thì thầm. Ôi em đẹp nhất đêm nay. Hãy để anh dìu bước, nhưng
hỏi vì sao. Vì em đẹp nhất đêm nay. Lúc sáng sớm hay đêm hôm nay, em thật dịu dàng khiến anh rung động. Lắm ánh mắt đâu chỉ riêng anh, mang lời thì thầm muốn nói với em. Em đẹp nhất đêm nay. Nhân với gió hay bao trăng sao, ta thèm một lần sánh đôi bên nàng. Bước xuống phố hay lên thiên thai, tim này thật thà muốn nói với em. Em đẹp nhất đêm nay. Cô sang em hiền lắm, có nét môi thật duyên, có tiếng ai thì thầm. Ôi em đẹp nhất đêm nay. Anh diều bước như sáng hay hoàng hôn, đừng hỏi vì sao, vì em đẹp nhất đêm nay. Cô sang em hiền lắm, có nét môi thật duyên, có tiếng ai thì thầm. Ôi em đẹp nhất đêm nay. Sáng hay hoàng hôn, đừng hỏi vì sao, vì em đẹp nhất đêm nay.